Minh Thúy xin kính chào quý vị. Khi Cuba thức, Việt Nam ngủ. Cuba đã thức, không phải thức để canh phòng cho xã hội chủ nghĩa. Trong khi Việt Nam ngủ, như ông Nguyễn Minh Triết mong đợi, nhưng thức dậy, thức tỉnh sau một giấc ngủ triền miên. Quốc hội Cuba sẽ phê chuẩn hiến pháp mới, trong đó có câu, mục tiêu của quốc gia là thực hiện một xã hội cộng sản, sẽ đội nón ra đi. Cố nhiên, không phải là một sớm một chiều Cuba trở thành một nước dân chủ, đa đảng, tam quyền phân lập. Khi đã vướng vào chính sách cộng sản, không thể một sớm một chiều khỏi bệnh. Đảng Cộng sản đã nắm quyền cai trị, nhưng không một cách công khai, đã thú nhận là chủ nghĩa cộng sản không phải là một tương lai của Cuba. Không còn ai mơ ước nữa, kể cả người thừa kế của Castro. Bà già ngồi gói xì gà Cuba không ngồi mơ ước nước Nga như là ông già đang rỗ của đồng chí Tố Hữu nữa. Từ bỏ chế độ hay là chết? Fidel Castro đã gào lên là xã hội chủ nghĩa hay là chết? Raul biết là bám vào cái chế độ kỳ quái kia mới là đi vào đường chết. Phát ngôn viên của chính phủ Cuba nói là thế giới này đã thay đổi, xã hội đã thay đổi, kinh tế đã thay đổi, tất cả những dữ kiện đó phải phản ảnh trong hiến pháp mới. Hiện trạng kinh tế Cuba mặc dầu đã mở cửa, mặc dầu đã tư hữu hóa một góc, mặc dù đã nhận được tiền của kiều bào từ Miami gửi về, tiền của du khách đổ tới, mức tăng trưởng những năm gần đây của Cuba vẫn y ạch trên dưới 1%. Miguel Díaz-Canel, chủ tịch của nhà nước Cuba tuyên bố là chính phủ Cuba phải đương đầu đáp ứng với thực tế phức tạp của thế giới trước hiện trạng kinh tế của Cuba. Nói một cách khác là phải cởi bỏ cái gông cộng sản để tìm đường sống. Díaz-Canel là chủ tịch nước và đứng đầu chính phủ Cuba từ tháng 4 năm 2018, khi Raul từ chức chỉ giữ chức tổng bí thư đảng. Người ta đã mỏi mắt trông chờ tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam có một thái độ thông minh, sáng suốt, can đảm như vậy, trong hoàn cảnh đen tối nhất của đất nước, với một xã hội băng hoại và hiểm họa mất nước trước mắt. Nhưng họ đã làm ngược lại, họ dựng xác Lenin dậy để làm bùa hộ mệnh để tiếp tục làm ăn. Họ làm bất cứ điều gì, dù tai hại cho đất nước tới đâu, để tiếp tục hoành hành. Dự luật đặc khu, luật an ninh mạng là những thí dụ. Cả thế giới đều biết Lenin là một tên đồ tể, bên cạnh cái danh trí thức lý thuyết gia. Lenin là cha đẻ của lý thuyết, dùng kinh hoàng để thống trị, của ý niệm chuyên chế vô sản, kinh tế chỉ huy, đảng duy nhất, công an chính trị, hồng quân bám toàn quyền, Gulag, tẩy não, nông trường, cải tạo, vân vân. Cũng chính Lenin đã sáng chế ra việc lập hồ sơ để theo dõi mỗi cá nhân, coi việc dân tố cáo nhau là quốc sách. Lenin là cha đẻ của hộ khẩu, nắm dạ dày để kiểm soát tư duy. Ghê rợn hơn nữa là Lenin đã gây ra nạn đói, khiến cho hàng triệu người chết, dùng nạn đói để làm khí giới chính trị. Thay của Stalin, Mao, Pol Pot, Lenin đã dạy một đảng cộng sản muốn tồn tại phải có can đảm tận diệt không nương tay, từ gốc rễ, từ trứng nước, những mầm mống chống đối. Trong dịp tưởng niệm 100 năm cách mạng tháng 10, hiện tượng không đâu có, kể cả Nga, lãnh đạo Việt Nam không thiếu một ai đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa cộng sản. Trưng cầu dân ý, hiến pháp Cuba mới sau khi được Quốc hội phê chuẩn sẽ đưa ra để cho dân Cuba lựa chọn trong một cuộc trưng cầu dân ý. Đó là một chuyện lạ ở một xứ mà cách đây không lâu còn coi nhân quyền là một trò bịp bợm do tư bản bịa ra để ru ngủ giai cấp vô sản. Díaz-Canel nói, mỗi công dân Cuba sẽ có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và đóng góp vào việc soạn thảo một hiến pháp phản ánh thực tại và tương lai của đất nước. Trên một phương diện kinh tế, hiến pháp mới đã nhìn nhận quyền tư hữu, nhìn nhận kinh tế thị trường ở một xứ sở mà tới nay vẫn còn thẻ hộ khẩu. Về mặt xã hội thì hiến pháp đi tới việc nhìn nhận hôn nhân giữa hai người cùng phái. Đó là một kết quả tranh đấu không ngừng nghỉ của chính cô con gái của Raul Castro, ở một xứ những người đồng tính luyến ái bị gửi đi trại cải tạo. Trẻ hóa nguồn lãnh đạo như một thay đổi quan trọng mà ít người nói tới và báo chí lề phải ở Việt Nam đã giấu nhẹm là hiến pháp mới quy định tuổi tối đa tranh cử tổng thống là 60 và tổng thống chỉ có quyền tái tranh cử một lần, một nhiệm kỳ là 5 năm.
đó là một cuộc cách mạng để trẻ trung hóa nguồn máy lãnh đạo, đi ngược lại truyền thống cộng sản với những lãnh tụ gần đất xa trời, chăn dân như chăn cừu cho tới hơi thở cuối cùng trước khi nhường ngôi cho con cháu. Fidel Castro và Raul Castro khi rời bỏ quyền lực đã gần 90 tuổi. Díaz Canel, một khuôn mặt của Cuba mới, 58 tuổi. Chưa hết, hiến pháp mới dự trù là Cuba sẽ có một thủ tướng để quyền hành không nằm trọn trong tay của chủ tịch nước. Hạn chế tuổi, hạn chế nhiệm kỳ và quyền hạn của lãnh tụ, Cuba không những đi ngược lại truyền thống cộng sản, nhưng đi ngược lại cả khuynh hướng độc tài đang lan tràn như dịch hạch trên thế giới. Với những nhà lãnh đạo sửa lại hiến pháp để ngồi lên ngai vàng trọn đời như ở Venezuela, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Trung Cộng. Những thay đổi đó, nếu trở thành thực sự ở Cuba, sẽ biến Cuba trở thành một lực lượng thù địch của Việt Nam vì đi ngược lại chủ trương của Tập đoàn Hà Nội. Với nỗ lực của Bắc Hàn đang tìm cách rời khỏi quỹ đạo của Tàu, Cuba chuyển mình, chỉ còn Việt Nam sẽ là một nước duy nhất thức tỉnh để canh phòng cho thế giới cộng sản. Trong những ngày gần đây thì Trung Cộng rầm rộ tổ chức 6 năm ngày thành lập thành phố Tam Sơn trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, một cách chính thức hóa cuộc xâm lăng trắng trợn, không một chút kín đáo để giữ đôi chút thể diện cho đàn em. Trong khi Việt Nam bám vào một ý thức hệ đã đưa đất nước vào bóng tối, Cuba là một hòn đảo bỏ túi đã can đảm cởi bỏ gông cùm của sự ngu dốt để tìm đường sống. Raul Castro vừa cho hay là sẽ đưa ra quốc hội một dự luật cấm việc xây cất tượng đài, lấy tên Fidel Castro đặt tên đường để tránh việc sùng bái cá nhân. Hiện tượng phổ thông ở những xã hội ấu trĩ. Raul nói Fidel đã nhắc đi nhắc lại là sau khi ông ta chết, tên tuổi, hình ảnh của ông sẽ không được sử dụng trong các cơ quan, đường phố, công viên. Cùng thời điểm đó thì ở Việt Nam người ta khánh thành một tượng đài Fidel Castro với số tiền là 500 triệu đồng ở Quảng Bình để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với đảng, chính phủ và nhân dân Cuba. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.